Anh chị nào mà mình không có cái sức khỏe của mình đang không có tốt á, chị, một phần là nó đến từ cái việc là cái tâm trí của mình đang không tích cực đúng không ạ? Một phần nó đến từ cái việc đó là mình ăn uống các thứ mà mình không có biết ơn thức ăn, mình ăn uống mà trong cái việc lúc mà mình không có tỉnh thức á, thì mình ăn thức ăn vào á, thức ăn nó hóa thành những cái chất không có tốt bên trong cơ thể của mình. Chẳng hạn như trước khi ăn mà mình suy nghĩ là cái người đó sao kỳ cục thế, cái thứ đó mà, hoặc là trời công việc của mình sao không thuận lợi này kia, có nghĩa là mình đang rắc bụi phép màu vào đồ ăn mình không biết, và tự dưng cái mình rắc bụi phép màu như nào thì thức ăn nó sẽ chơi như vậy mà, và mình ăn vào cơ thể mình không khỏe ha. Nên anh chị nào ở đây mà mình đang bị gọi là muốn tăng cân á, muốn tăng cân thì nó cũng đến từ cái việc đó là mình, do là mình đã không có biết ơn thức ăn, nên là thành ra là mình ăn vô gọi là cơ thể mình hấp thụ dinh dưỡng không nổi. À, hồi xưa cái gì hồi xưa trước khi mà vào câu lạc bộ thì Diễm rất là muốn tăng cân, nên mình tăng mình ăn hoài tăng không nổi, mà ăn không nổi mới tăng không nổi thôi. Khi mà Diễm biết được rằng là thì ra là do là mình không biết ơn đồ ăn, mỗi lần mà mình ăn á là mình hay nhìn đồ ăn mình hay chê lắm, trời ơi đồ ăn nhiều sao mà ăn nổi đó, không có ăn nổi cái thứ ăn không có ngon vào cơ thể của mình đó, cái gì nó hấp thụ dinh dưỡng không có nổi và khiến cho mình muốn lên cân mãi mà không được. Hay là một số các anh chị muốn giảm cân, mình muốn giảm cân cũng vậy, có nghĩa là mình phải có một cái suy nghĩ đúng đắn về cái thức ăn mình yêu thương, mình biết ơn, và khi mình ăn mình rắc rắc bụi phép màu, khi mình ăn vào cơ thể thì cơ thể của các anh chị nó sẽ khỏe mạnh như nào, nó giúp cho các anh chị cái sức khỏe của mình có được cái kết quả mà các anh chị mong muốn ra làm sao. Trước khi làm gì mình cũng phải rắc bụi phép màu hết, mình biết ơn xong các anh chị sẽ rắc bụi phép màu, nghĩa là ăn xong thì cái kết quả mà các anh chị nhận được từ thức ăn này là cái gì ha. Y chang như là khi mình vào Zoom thì các anh chị đều sao lựa chọn cái kết quả, sau đó mà chúng ta mới bắt đầu, gì mới bắt đầu chia sẻ. Vậy thì trước khi ăn cũng vậy, sau khi mà các anh chị rất như là mình thanh lọc đồ ăn, mình biết ơn, sau đó các anh chị phải hình dung tưởng tượng là sau khi mình ăn món ăn này vào thì cái cơ thể của mình sẽ như thế nào, chẳng hạn như là nó khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, nó giúp cho mình có được cái body bao nhiêu ký, số đo 3 vòng là bao nhiêu. Nhớ các anh chị nha, là mình cứ lặp đi lặp lại, chờ lặp đi lặp lại trước khi ăn cũng là một cái cơ hội để mà mình có thể hình dung tưởng tượng về cái sức khỏe của mình mà mình mong muốn. Cái điều này Diễm ứng dụng thường xuyên, cũng như là khi mà Diễm tập thể dục nữa đó, trước khi mà mình tập thể dục đó, là Diễm cũng đều rất bụi phép màu hết, để chi à? Để mình tập về phải năng lượng, tập phải khỏe mạnh chứ, chứ mình tập thể dục mà mình không có tập trung đó, các anh chị là cũng không có được an toàn lắm. Nên là Diễm trước khi làm gì Diễm cũng rất bụi phép màu, mình phải biết được, mình biết rất là rõ kết quả mình muốn là cái gì, sau đó mình mới làm được ạ. Bây giờ các anh chị rõ phần gia vị nhiệm màu, cái chị comment tôi ạ. Để mà nhớ rèn luyện á thì các anh chị có thể in in cái thi phương pháp nhiệm màu của số 8 nè, là gia vị nhiệm màu nè, các anh chị dán ngay tủ lạnh hoặc là các anh chị dán trên cái bàn ăn của mình, để mình đảm bảo rằng mình phải nhớ thực hành. Nó chỉ có kết quả khi mà các anh chị thực hành thôi, mình đọc thì mình thấy hay đó, nhưng mà nó chỉ có kết quả khi mình thực hành, nên là chúng ta phải đảm bảo rằng là mình phải có được cái sự kỷ luật nha các anh chị, trong cái việc mà mình thực hành mỗi ngày. Dán lên trên bàn ăn đi, dán lên trên bàn ăn, mình dán trên tủ lạnh, để mỗi lần mình nhìn vào thức ăn cái là mình nghĩ tới cái việc đó là mình phải biết ơn cái người nấu, biết ơn thức ăn chứ không có chê nữa. Có người nấu cho ăn hoặc là mình nấu mình còn chê nữa là hiểu biết sao, có người nấu mình ăn mình còn chê nữa thì biết sao. Ví dụ như trời ăn gì nấu gì mà lạ quá hay là mặn quá hay là ăn này kia kia nọ đó gây ha, trước khi ăn mà còn chê nữa thì người nấu không nấu cho ăn luôn đó. Phải luôn nhắc nhở chính mình, đôi khi là quay cuồng cuộc sống có nghĩa là không có nhớ việc thực hành thôi, mình phải nhắc nhở mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua tiếp theo, thói quen tiếp theo, thói quen thứ 9 là 500 tiền bạc. Chỉ có lòng biết ơn mới khiến cuộc sống của mình trở nên giàu có.
Người biết ơn thì luôn đủ đầy, kẻ phải kẻ phàn nàn thì mãi thiếu thốn đúng không ạ? Và khi mà mình biết ơn tiền bạc thì tiền bạc nó sẽ đến với mình nhiều hơn. Và một cái lời mà phàn nàn phổ biến nhất của con người hồi xưa, cái chị Diệm cũng không có để ý tới cái điều này. Đúng là hồi xưa lúc mà chưa có tham gia vào môi trường câu lạc bộ thì mặc dù là mình một bên đó thì mình mong muốn cái sự thành công và giàu có, nhưng khi mà mình chưa có nhiều tiền mà mỗi lần mà mình chi tiền thì mình rất là xót ruột. Thế với anh chị nào có xót ruột khi mà chi tiền không ạ? Chẳng hạn như chi các hóa đơn, hóa đơn điện nước internet đồ này kia đó, hoặc là chi các hóa đơn tiền nhà. Không, lúc mà mua nhà thì ngon lành cành đào lắm, nhưng mà lúc mà trả tiền ngân hàng rồi đó, không, cũng hơi không có được tích cực lắm nha. Mỗi lần tới tháng là không, ngân hàng mà alo nhắn tin cái là đang không được tích cực rồi đó, ngân hàng mà gửi bill về cái là thấy không được tích cực rồi đó. Hoặc là sao ạ? Con xin tiền đóng tiền học, học gì mà học lắm đấy, đóng gì đóng hoài, hết học môn này tới môn kia vậy. Hơi nhảy một chút, có nghĩa là rồi cũng cho nhưng mà nhảy, mình nhảy xong cái con mình có niềm tin giới hạn về tiền bạc luôn. Nhưng mà bảo rằng là nhà đâu có tiền, đâu có sớm mà học thì học hoài, phải chi mà nhảy mà không cho thì cũng được, nhảy cũng phải cho. Và cái chị cứ để ý nha, cứ mỗi lần mà mình chuẩn bị mình móc tiền ra cái mình hay nha, mình phải nhảy một cái xong rồi mình mới đưa. Tuy nhiên trong bụng của mình hơi sốt ruột chút cái không, cái mình mới đưa. Thấy tiền đâu biết, nó chỉ biết rằng là không biết sao mỗi lần mà nhìn thấy tôi cái là tôi bị nhảy tiền. Nên mỗi lần nhìn thấy tôi cái tôi bị nhảy, và nó tưởng đâu là mình không thích tiền, tưởng đâu là mình không có thích tiền bạc. Tiền nó cảm nhận rằng là mỗi lần mình nhìn thấy tiền là mình không có vui, mình không có hạnh phúc. Thế là tiền bạc nó nghĩ rằng là nếu mà như vậy thì chắc là nó phải rời xa mình, thì mình sẽ vui hơn. Tại vì mỗi lần mình nhìn thấy tiền mình đâu có vui. Mặc dù là nếu mà Diễm hỏi rằng là có bao nhiêu số cái chị đây yêu tiền à, cái chị mong muốn có nhiều tiền không à, ai ở đây cũng bảo rằng là mình yêu tiền hết trơn, không có tiền sao sống. Nhưng mà cái hành động của mình thì nó đang thể hiện cho cái việc đó là mình đang chưa thật sự yêu tiền. Nên là một cái điều mà phổ biến nhất ha, đó là chúng ta mỗi lần mà chi trả tiền bạc ra thì mình đang có những cảm xúc không có tích cực. Và những cảm xúc không có tích cực này mà cảm xúc mạnh mẽ đó nha, có nghĩa là vừa thấy cái tờ hóa đơn thôi là cảm xúc lên liền. Vừa thấy cái tờ hóa đơn là hình ảnh, mình có thể giao tiếp qua tiềm thức của mình qua hình ảnh và cảm xúc. Mà đầu tiên là thấy hình ảnh, đó là tờ hóa đơn. Và khi mà thấy được cái tờ hóa đơn là nó gắn liền với lại cái cảm xúc, đó là không tích cực. Mà móc tiền bạc ra đâu mà mình đưa, mình chi tiền bạc ra, mình nhìn cái tiền bạc mình gắn liền với lại những cái sự thiếu thốn, không có đủ đầy trong cuộc sống của mình, cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ luôn, lo lắng, không vui, không thoải mái, sợ hãi, sợ không đủ tiền. Và những cảm xúc không tích cực đó nó sẽ thu hút những cái hoàn cảnh, thì đâu có gì, không có gì mà tự sinh ra cũng không gì tự mất đi, nó sẽ liên tục được được chuyển hóa đúng không? Những cái suy nghĩ của mình cho ra ngoài vũ trụ đâu mất, những cảm xúc của mình cho ra ngoài vũ trụ nó cũng không mất, mà nó sẽ được chuyển hóa và tiếp nối ra ngoài cái cuộc sống hiện tại của mình. Nên những cái gì mà các anh chị lo sợ, những cái gì mà các anh chị lo lắng đúng không? Sợ hãi các thứ là nó sẽ chuyển hóa thành những cái sự kiện đến cuộc đời của mình. Và phần lớn thì sao ạ? Phần lớn mọi người không nghĩ rằng mình phàn nàn về tiền bạc đâu, nhưng mà nếu mà họ thiếu tiền nghĩa là họ đã phàn nàn mà không nhận ra. Anh chị nào nói mình thật sự yêu tiền nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa chưa có đầy đủ về tiền bạc, có nghĩa là chưa thật sự yêu, yêu chưa đúng cách, yêu chưa đúng cách anh chị. Nên là thật ra là khi mà mình nhìn lại những cái thói quen của mình thì các anh chị thấy, các anh chị hiểu được lý do vì sao mình không có nhiều tiền chưa ạ?